anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt thần khí, chớ kinh cường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lấy cho sang. Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là đứng trung thành, người sẽ thực hiện điều đó. Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Tất cả anh em hãy luôn chào nhau một cách thánh thiện. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô